จะจนนะครับผมก็เอาได้กี่ต่อว่าได้กี่เดือนเอาความไม่จะจนนะจะจน70,000 đồng và chiếc xe đó trên đây sẽ cho và 2 người ký số và đặc biệt là chúng em sẽ mời 5 người 2 người lên kiểm tra băng và 2 người quay số và 1 người kiểm tra vé đã trúng thưởng ạ. Và bây giờ chúng tôi được mời 2 người lên đây kiểm tra băng ạ. Cô mời anh Hải nha, chị quen quá trời rồi. Dạ, được mời chú ạ. Dạ, mời chú. Cô mời người lớn tuổi chút nha. Dạ, còn ai nữa ạ? Có chú thì bây giờ em mời anh lên kiểm tra băng nha, tôi lên kiểm tra băng nào. Rồi kiểm tra băng đi, cùng xin mời thêm 2 người nữa. Dạ, anh sẽ kiểm tra từ 1 cho đến 30. Dạ, anh bỏ vào trong, còn anh đứng đây là đứng đề. Rồi, anh sẽ là 34. Và bây giờ, dạ, quý khán giả ơi, còn có dài 20-30 phút nữa thôi ạ. Dạ, kiểm tra xong, chú em sẽ sổ xuống ngay ạ. Và bây giờ bà con nào chưa có lá giấy ủng hộ, tại vì một đêm, chú em đem ra chỉ có một trò lợi đặc biệt này thôi. 70,000 mà mua được cái iPhone 12, ở đó giờ em có thấy gì chưa? Dạ, trời ơi, quá chấn động luôn. Với bây giờ chị sẽ cho em mời 2 người đó. Em mời đi, em nhìn cho em mời 2. Dạ, bây giờ xong cái gì đầu tiên là thôi em mời chị cái áo đỏ. Đúng rồi, sao chị áo đỏ dưới đó đi nãy chị có lấy à, chị chơi nhiều quá mà không có trúng. Rồi em mời chị áo đỏ, em mời chị ạ. Hôm nãy chị có bán thấy một sắp vé luôn à. Em mời chị lên đây ạ. Rồi em mời thêm một người ở bên đây nữa ạ. Mời đi chú. Rồi đi mời anh chơi áo trắng đó đi nha. Rồi. Đó em á. Dạ em. Dạ. À, tại vì người ta đi đêm một thương cha nên là sao không nhận được. Nói cái ông sợ người. Rồi đứng ở đây dùng phụng nha. Để người ta kiểm tra xong bắt đầu mình sẽ vào quay băng và kiểm tra băng nào. Vâng, và bây giờ chúng ta và tham gia tham dự có lẽ trên tay bắt đầu do số. Vâng thưa quý vị và dòng ở đây, quý vị xin nghe và ghiêu số của đại thanh lực Nguyễn Trương. Mấy cái gì chị đưa đây em hả? Rồi, tên mặt, tên mãi, tên thi ơi. À, mấy cô ạ.
chẳng thể ta đi xưa nay đất thì ca cho mình qua đâu nào gió già mà đi anh kia gặp nghĩa nào qua nghĩa là mình chúa dừng chỉ ra ghế kiên ngày trước ta lâu chỉ ta quá xưa không kỳ lòng cầu kính chơi thì nhanh tan đất thẳng ai cùng rồng cho qua cờ tiêu mang mới thôi mình thăng đốt người lòng con xuất kỳ đệ lạc băng ý à lạc băng dạ băng ý à mô băng lạc băng ta chỗ cuộc sống ta có ý niệm kẻ lòng người xuống ý niệm tay tay có bằng mừng ngày ta mừng ngày ta mừng ngày ta mừng ngày ta mừng ngày ba mươi hai 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 dòng loại 937 937 đúng theo lời 15 rồi số 7 có 1 rút 15 15 có 2 23 có 3 53 có 1 rồi một người hợp lệ thưa quý vị dòng loại 23 số 7 số 7 có 1 15, 23, 53 trời ơi, trời ơi, anh đâu chạy dịch giả hả 15 23 23 có 3
53 53 có bốn hợp lệ. Dập loại 223 223 đúng dập loại. 15 15 có 1 32 32 có 2 45 45 có 3 53 53 có 4 hợp lệ. Từ nữa dập loại 197 197 đúng dập loại. Số 7 số 7 có 1 15 có 2 23 23 có 3 53 53 có 4 60. Ủa, trời ơi, đã có hàng khác luôn, tức ghê vậy đó. 60 không có anh ơi. Trời. Dòng lợi 921 921, đúng dòng lợi. Số 7 số 7 có 1 15 15 có 2 23 23 có 3 53 53 có 4 hợp. Chết rồi, hợp lệ, bao nhiêu người đọc giải chị? 5 người đọc giải cho mấy vị. Rồi Gia Lan sẽ tặng cho những chủ nhân mà dò số mỗi người một con gấu trước nha. Rồi các phần thưởng chính thức thì của 5 người đọc giải trên đây sẽ được chia đều. Dạ chú ở nhà con gấu. Dạ cảm ơn chị. Dạ chú con đây người mình. Trời ơi, tính kêu người lớn tuổi đi cho đàng hoàng mà không có đàng hoàng gì chưa. Đọc 60. Rồi, dạ bây giờ nè, 5 người đọc giải đây mình chia đều hay là mình quen số. Chia đều ra cũng sẽ có quà. Chứ đâu kỳ chia đều dựa trên con số đó là 20 triệu à, đó là chiếc iPhone của mình nha. Sẽ được chia đều cho 5 chủ nhân may mắn đọc giải. Mỗi người nhận về đó là 1 con bao lì xì 4 triệu đồng. Dạ, đây là người cũng chứng rất là nhiều lần. Ngày nào cũng mua, dòng nào cũng mua. Cũng mua ăn cờ hả? Dạ, kiểm tra tiền dịch vụ nha. Giờ dạ, kiểm tra bao lì xì nghe nha. Kiểm tra. Dạ, thưa quý vị, dòng lần tiếp theo với một là vé 30.000 đồng. Mua 1, tặng 1 dạ, chúng ta được một vé đôi. Dạ em tặng thêm vé mời Đầm Sen. 30 tháng 4 trong Đầm Sen tổ chức rất là nhiều chương trình đó quý vị nha. 30 tháng 4 và 1 tháng 5 trong Đầm Sen tổ chức rất là nhiều những chương trình vui chơi giải trí và đặc biệt đó là giảm giá. Là vé thì quý vị mà tham gia vào vào cổng đó quý vị giảm giá rất là nhiều.